Sau khi hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công bố danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn năm 2017 với số lượng tăng đột biến thì dư luận lo ngại chất lượng phó giáo sư, giáo sư không đảm bảo với chuyến tàu vé trước khi quy định 174 hết hiệu lực. Trong số những người bị đặt nghi vấn thì có trường hợp của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Vâng, dư luận quan tâm việc bà tập trung cho thời gian quản lý không tham gia giảng dạy thì tại sao lại được xét duyệt hồ sơ giáo sư? Hồ sơ xét duyệt chức danh giáo sư của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến có đủ tiêu chuẩn hay không? Trả lời báo chí thì Hội đồng chức danh giáo sư ngành y tế cho biết đã có hai đơn khiếu nại Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến về quản lý và đạo đức. Liên quan đến đơn khiếu nại một số việc liên quan quản lý của bà Tiến như là cho cán bộ nghỉ hưu, thuốc có vấn đề và các vấn đề chung trong ngành, Hội đồng ngành y tế đã gặp hai người có đơn thư khiếu nại và đã gửi Bộ Y tế để giải quyết bởi trong việc phong giáo sư đây là vấn đề mềm khi thuộc về đạo đức quản lý. Còn lại các vấn đề thuộc phần cứng như là giảng dạy, nghiên cứu khoa học thì bà Tiến có thừa tiêu chuẩn. Cụ thể về tiêu chí giảng dạy và tiến đào tạo 3 tiến sĩ, 4 thạc sĩ lấy bằng và đang đào tạo 3 nghiên cứu sinh. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến tham gia giảng dạy tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, kiêm chủ nhiệm hai bộ môn giảng dạy tại Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Đặc biệt, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến còn được trao huân chương Bắc đầu bội tinh của Pháp. Ngoài ra, Bộ trưởng Tiến còn từng thỉnh giảng hai nhiệm kỳ của Đại học Oxford của Vương quốc Anh. Giáo sư Phạm Gia Khánh, chủ tịch hội đồng chức danh giáo sư ngành y tế cũng cho biết là bà Tiến có 91 bài báo khoa học, 14 bài đăng trong tạp chí quốc tế ISI và tổng điểm quy đổi cao là 34, trong khi đó thì chức danh giáo sư chỉ yêu cầu là 20 điểm. Nếu mà thuần túy xét trên yếu tố khoa học thì Bộ trưởng Bộ Y tế được cho là thừa tiêu chuẩn. Tuy nhiên cũng có người thắc mắc là tại sao cùng với thành tích này thì trước kia Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến từng làm hồ sơ công nhận chức danh giáo sư nhưng không đạt mà năm nay thì lại đạt. Vâng, về điều này thì Hội đồng chức danh giáo sư ngành y tế có cho biết là lần công nhận giáo sư cách đây 4 năm thì Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã qua được Hội đồng ngành nhưng mà lên Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước thì đã không đạt. Tuy nhiên đây là việc rất là bình thường vì ngay cả trường hợp ông Nguyễn Viết Tiến là Thứ trưởng Bộ Y tế là ứng viên có hồ sơ khoa học thực sự mạnh nhưng cũng phải hai lần thì mới đạt. Trường hợp của bà Tiến thì cũng tương tự. Và năm nay thì số thành tích đào tạo của bà Tiến đã hơn rất nhiều, thành tích thì cũng rõ nét và nổi bật hơn nên được phong hàm giáo sư.